Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo, Rượu Ông Tàu, chuyên sang hàng Ngọc ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường quốc lộ 55, đã tọa lạc ngay xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì vị trí em đang đứng đây thì em thấy là một cái vị trí phải nói là ngay trung tâm luôn nha. Trường học, ủy ban, rồi ngân hàng, đặc biệt là di chuyển ra biển khá là gần anh chị. Ra biển Hồ Cốc đây ha, đi thẳng một đường này. Đi thẳng một đường này là ra biển Hồ Cốc. Hoặc là mình đi ra Hồ Tràm cũng khá là gần anh chị, đi khoảng tầm 10 đến 15 phút đi xe là đến ha. Thì trước mặt anh chị đây là ủy ban nhân dân của xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc ha. Còn đối diện đây là trường tiểu học Bưng Riền này. Lên đây một chút xíu là trường học cấp 3, cấp 2 đây ha anh chị. Thì đường này là đường quốc lộ 55 anh chị. Đường này là đường huyết mạch anh chị ha. Hướng này là đi về thị trấn Phước Bửu, đi về thành phố Bà Rịa và cũng là hướng đi về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh ha. Cách khoảng tầm là 90 km nha anh chị đi hướng này. Mình cách thành phố Bà Rịa nó khoảng tầm là 25 km nha anh chị. Còn đi về biển là đi thẳng đây, đi thẳng đi một đường là đi ra ngay đường ven biển Hồ Cốc ha, và đi ra Hồ Tràm được luôn nha anh chị. Còn hướng này là mình đi về suối nước nóng Bình Châu, đi khoảng tầm là 6 km thôi. Và cũng là hướng đi về Hồ Cốc, đi về La Ghi, Bình Thuận, đi về hướng miền Trung anh chị ha. Ở đây thì đường bằng cơ thông thương hết nha anh chị. Thì hôm nay chủ gửi cho em một cái lô đất góc hai mặt tiền nha, sau lưng ủy ban này luôn, đường bằng cờ thông thương nha anh chị. Đặc biệt là cách đường quốc lộ 55 này đâu đó khoảng tầm là vài trăm mét thôi. Để em quay vào cho anh chị xem. Thì lô đất của mình chủ gửi là góc hai mặt tiền, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được luôn nha anh chị. Đây là ủy ban nhân dân của xã Bưng Riền. Mình đi vào đây ha. Ở đây thì đường bằng cờ nha anh chị, tiện ích xung quanh, trường học, rồi ủy ban ngân hàng rất là gần luôn ha. Anh chị có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán kết hợp mình nghỉ dưỡng luôn anh chị. Khu dân cư là kính luôn ha. Ở đây thì đa số là đường bằng cờ, quy hoạch rất là đẹp luôn. Từ vị trí lô đất của mình ra đường quốc lộ 55 thì nó đâu đó cũng tầm là 400 mét thôi anh chị. Đây. Lô đất quá đẹp luôn, góc hai mặt tiền ở giữa luôn nha. Lô đất mình đây nha anh chị. Góc hai mặt tiền đường nhựa này. Ở đây thì anh chị cũng thấy rồi ha. Khu dân cư là kính luôn. Góc ngay ngã tư luôn nha anh chị. Hướng này là mình cũng đi thẳng ra quốc lộ 55 luôn. Khu dân cư kính luôn, điện nước đầy đủ ha, có cống thoát nước đầy đủ nha anh chị. Đất của mình là quay về hướng đông nam ha. Đó. Thì em xin nói lại tổng diện tích lô đất của mình là 286 m². Bám mặt tiền đường nhựa là từ cái mí ranh bên này. Qua ngay đường nhựa đây là 9m8 nè, thiếu 20 phân nữa ha. Là 10m. Sâu vào trong là 30m nha anh chị. Đất của mình là cao ráo bằng phẳng, bằng đường luôn nha. Cao hơn đường một xíu anh chị, cao hơn khoảng tầm 10 phân. Phía sau mình là có tới mấy lưới này luôn. Ranh móc rất là rõ ràng luôn. Phía bên kia là đường nhựa bằng cờ ha. Ở đây thì đều là đường bằng cờ thông thường rồi. Đây tới mấy ranh này là 30m này. Sau phía sau mình là có tốp hậu nhẹ xíu thôi anh chị. Tốp khoảng phía sau mình là 9m rưỡi. Thì tốp nhậu khoảng tầm 30 phân thôi nha. 30 phân, hơn một găng tay một xíu. Tốp hậu nhẹ thôi, không đáng kể nha. Nói chung là vị trí mình kinh doanh buôn bán nên là tốp hậu nhẹ không đáng kể. Mà giá, chủ yếu cái giá anh chị. Giá là hôm bữa chủ gửi em là 2 tỷ 2 nha. Nhưng mà hôm nay là chủ hạ kịch sàn, chỉ còn 1 tỷ 850 triệu. Còn bớt cho anh chị thiện chế nha. Thì anh chị quan tâm thì làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn. Lô đất cực kỳ thoáng luôn anh chị. Điện nước đầy đủ, khu dân cư kính kinh kịch luôn. Có cống thoát nước hai bên luôn. Đường khu dân cư rất là đẹp luôn anh chị. Ở đây thì đường bằng cờ quy hoạch rất là rõ ràng rồi. Thì vị trí của mình em xin nói lại, di chuyển về biển Hồ Cốc đây khoảng tầm là 10 đến 15 phút đi xa nha. Ra Hồ Tràm cũng vậy luôn, rất là gần luôn.
di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì đâu đó cũng tầm là 90 km. Đặc biệt là mình di chuyển về suối nước nóng Bình Châu gần anh chị, đi khoảng tầm là 10 phút đi xe nha. Rồi anh chị quan tâm lô gốc thì inbox liền cho em 0906779152. Và số và cũng là số Zalo của em luôn ha. Anh chị quan tâm thì inbox em gửi đầy đủ thông tin pháp lý cho anh chị xem luôn. Tại vì lô đất của mình là chủ đã lên 80 mét thổ cư rồi, anh chị về đây là xây dựng tự do. Hiện tại trên đất của mình là chủ đang trồng bắp ha, và mấy cây đậu đây anh chị. Cũng không có gì ha. Này đó, nói chung là anh hàng xóm anh nhờ anh trồng cho nó sạch cỏ thôi nha anh chị. Đây cây này cây đậu nè. Đậu que ha. Đất của mình là nói chung là rõ ràng hết rồi, ranh móc rõ ràng rồi. Sổ sẵn công chứng sang tên ngay ha. Kế đây là có một cái lô đất nữa anh chị. Lô này hiện tại là đang chào giá 2,2 tỷ nha. So với lô gốc của mình thì vô lô của mình là quá rẻ luôn. Và anh chị quan tâm thì inbox cho em. Khu dân cư là kín rồi, mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được. Mình có thể làm quán ăn, làm quán cắt tóc ha. Hoặc là mình mở vật liệu xây dựng, hoặc là mở điện nước cũng khá ok. Tòa lạc ngay xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha anh chị. Mình là sổ sẵn anh chị, sổ mới, sổ 0/2024 ha. Công chứng sang tên ngay luôn anh chị. Thửa đất số là 54534 nè, tờ bản đồ là 47, địa chỉ xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 286 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 80 m thổ cư, còn lại cây lâu năm. Thời hạn đất ở lâu dài. Đây, góc hai mặt tiền hướng đông nam nha anh chị, hai mặt tiền đường nhựa này. Để em soi quy hoạch cho anh chị xem. Và đây là bản quy hoạch của mình của anh chị. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ đất ở nông thôn ha. Thì phía trước này sau này có lem vào giao thông, có mở rộng nhưng mà không có đáng kể nha anh chị. Vào thêm nghĩ là khoảng tầm là 1 đến 2 m đổ về thôi. Ngang là 9m8, sâu là 30 m này. Tổng diện tích là 286 m². Cho anh chị xem là khu dân cư là kính luôn. Đây. Đó, trường học, ủy ban rất là gần luôn nha. Nhà thờ, chợ, đường bàn cờ thông thương nha anh chị. Đó. Để em cho quý anh chị xem vị trí ở đây ha. Rồi, vị trí của mình là khu dân cư kính luôn nha anh chị. Hôm tây rồi khách sạn rồi rất là nhiều ha. Đây, anh chị cũng thấy là từ vị trí này mà ra quốc lộ 55 thì nó đâu đó khoảng tầm vài trăm mét thôi ha. Đó, rồi ủy ban xã này, rồi chợ Bưng Riền, rồi trường học ha. Đó, ngân hàng ha. Ở đây thì kinh doanh mọi mặt hàng luôn rồi anh chị ha. Đó. Và đặc biệt là di chuyển thẳng đây. Đó, thẳng một đường là đi ra Hồ Cốc, đi ra bãi tắm Hồ Cốc này. Còn đây là đi ra Hồ Tràm. Đó, đi khoảng tầm 10 đến 15 phút nha anh chị. Đó. Còn lên đây là thị trấn Phước Bửu này. Đi thẳng qua quốc lộ 55 là về thị trấn Phước Bửu anh chị. Đó, và đi thẳng một đường là đi về đất đỏ, đi về thành phố Bà Rịa đây ha. Đó. Cách thành phố Bà Rịa thì em nghĩ khoảng tầm là 30 phút đi xe. Và di chuyển thẳng một đường của quốc lộ 51 là đi về thành phố Hồ Chí Minh ha, 90 km. Còn tới thành phố Bà Rịa anh chị mà mình có thể rẽ trái đây là đi về thành phố Vũng Tàu này. Cách thành phố Vũng Tàu khoảng tầm là 40 phút đến 45 phút là tới trung tâm thành phố Vũng Tàu rồi. Rồi anh chị nào mà quan tâm sản phẩm đường bằng cờ của xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu thì inbox cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.